Vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, có gần 1.200 doanh nghiệp đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may Sài Gòn Tech 2017, diễn ra từ ngày 5 cho đến ngày 8 tháng 4, 2017. Triển lãm Sài Gòn Tech 2017 lần này giúp cho các doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin và cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất mới nhất để định hướng đầu tư thêm nguồn nguyên phụ liệu và chủ động đáp ứng nhu cầu của khách mua hàng trong và ngoài nước, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, góp phần vào việc phát triển ngành dệt may Việt Nam hội nhập hiệu quả hơn với quốc tế. Ngoài trưng bày thiết bị và nguyên phụ liệu, triển lãm còn tổ chức các buổi hội thảo quốc tế về ngành công nghiệp dệt may như nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dệt may của Việt Nam bằng việc thay đổi phương thức sản xuất từ CMT sang FOB, từ FOB sang ODM, những nền tảng mới của xu hướng thời trang xuân hè 2018, những thách thức cơ hội đầu tư cho ngành dệt may, da giày và rào cản thương mại từ các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU.